Cả nhà đón xem mình đang ở đâu nè. Xem xem, đó chính là thẩm mỹ viện BB Thanh Mai đó. Cùng vào xem hôm nay mình sẽ làm dịch vụ gì nha. Mình đã làm vài dịch vụ về da mặt tại BB, cực kỳ hài lòng luôn. Nên hôm nay mình quyết định tiếp tục tương trang lại làn da body. Đầu tiên, mình được các chị massage, tẩy tế bào chết, giúp các tinh chất dễ thẩm thấu vào da. Tiếp theo là ủ kem dưỡng, giúp nâng tông, khi bôi lên cảm giác lành lặn, da mềm thích lắm cả nhà. Sau đó là mình sẽ được nằm máy phi thuyền và được chiều ánh sáng để có thể đưa các dưỡng chất thẩm thấu vào da lông, làm mềm mịn, da sáng và đều màu. Cuối cùng là sẽ thoa kem dưỡng ẩm, hỗ trợ nâng tông da cho mọi người. Và đây là kết quả sau một liệu trình tắm trắng tại BB Thanh Mai nè. Da trắng mượt, mặt tông rõ rệt, không còn đen sạm, da khô sần như xưa nữa. Bây giờ da mềm, sờ và thích lắm luôn. Cảm ơn BB Thanh Mai đã giúp mình lấy lại làn da trắng sáng đầy tự tin nhé. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Intherapy công nhận, gạt bỏ mọi lo lắng về làn da, vùng cổ của mình cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Trắng bật tông, da ẩm mịn, giảm sốc 30%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt, các doanh nhân và chính khách.